Theo The Sun, Crystal Palace đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cựu đội trưởng Chelsea Gary Cahill. Cầu thủ 33 tuổi đã rời The Blues vào mùa hè vừa qua dưới dạng chuyển nhượng tự do và hiện tại anh vẫn chưa có bến đỗ chính thức. Đội chủ sân Selhurst Park đang muốn tăng cường hàng thủ và Cahill được coi như một sự lựa chọn hoàn hảo. The Eagles sẵn sàng ký với Cahill một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. The Sun cho biết cựu cầu thủ Chelsea hy vọng có được bản hợp đồng với mức lương trị giá 75.000 bảng mỗi tuần. Bên cạnh đó, Fulham, Aston Villa, Galatasaray, Burnley đều đã liên hệ với cầu thủ sinh năm 85. Thậm chí câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đã nhờ đến uy tín của huyền thoại Didier Drogba để có được sự phục vụ của trung vệ người Anh. Sau khoảng thời gian gia nhập Chelsea, cầu thủ này đã có được 2 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 1 League Cup, 1 Europa League và 1 Champions League. Anh ghi 25 bàn và có 7 được kiến tạo sau 290 lần ra sân cho Chelsea. Với việc mang về Harry Maguire với giá 80 triệu bảng từ Leicester City, Manchester United sẽ gần chạm tới mốc 1 tỷ bảng trong 7 mùa chuyển nhượng tính từ mùa hè năm 2013. Nếu tính từ khi giành chức vô địch Champions League lần cuối cùng vào năm 2008, con số này của họ thậm chí đã lên đến mức 1,18 tỷ bảng. Trong số 10 bản hợp đồng đắt giá nhất một thời đại của Man United, chính là thuộc về thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Chữ ký đắt giá nhất mà vị huyền thoại người Scotland mang về là Dimitar Berbatov từ Tottenham với giá 30,75 triệu bảng vào năm 2008. Mùa hè này, Man United đã mang về Daniel James và Aaron Wan-Bissaka với tổng cộng 65 triệu bảng. Họ vẫn đang nhắm tới các mục tiêu như Bruno Fernandes của Sporting Lisbon hay Paulo Dybala từ Juventus. Tiền vệ người Algeria và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất CAN 2019, Ismail Bennacer, đang trở thành tân binh tiếp theo của AC Milan trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trên trang chủ câu lạc bộ, họ đã xác nhận có được sự phục vụ của Bennacer từ Empoli, thời bảo hợp đồng có thời hạn 5 năm. Theo truyền thông Italia, Rossoneri phải bỏ ra 16 triệu euro chưa kể phụ phí cho thương vụ này. Về phía cầu thủ người Algeria, anh sẽ nhận mức lương 1,5 triệu euro một mùa tại San Siro. Trong quá khứ, Bennacer từng có 2 năm thuộc biên chế Arsenal, nhưng chủ yếu đá cho đội trẻ và chỉ được một lần ra sân trong mùa áo đội 1. Thực tế, thông tin Bennacer đồng ý gia nhập AC Milan và hoàn tất kiểm tra y tế đã rộ lên từ lâu. Dù vậy, do cầu thủ này mới vừa trở lại sau kỳ nghỉ hậu CAN, nên đến bây giờ thương vụ chuyển nhượng này mới chính thức được công bố. Cuộc cải tổ lực lượng của Real Madrid trong phiên chợ hè năm nay đang mang tới nhiều hy vọng cũng như nảy sinh rất nhiều tranh cãi. Vấn đề lớn nhất mà kênh trắng chưa thể giải quyết là tương lai của Gareth Bale. Theo tiết lộ của Marca, chính chủ tịch Florentino Perez là người đã ngăn cản thương vụ Bale đến Trung Quốc và yêu cầu Zidane đưa ngôi sao này trở lại kế hoạch trong mùa giải năm sau. Tuy nhiên, Zizou vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, nhất quyết không sử dụng Gareth Bale. Lúc này, huấn luyện viên người Pháp cũng đang đưa mình vào thế đối đầu với chủ tịch Perez. Cũng theo Sport Mail, Florentino Perez đã có những phương án thay thế nếu buộc phải dứt tình với Zidane. Lựa chọn số 1 của kênh cờ trắng vào thời điểm này chính là người cũ Jose Mourinho. Sao Paulo đã chính thức xác nhận, hậu vệ người Tây Ban Nha Juan Fran đã chính thức chuyển tới Brazil đầu quân cho câu lạc bộ với thời hạn 1 năm dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Tây Ban Nha chia tay Atletico Madrid sau 9 năm khoác áo đội bóng, cùng với câu lạc bộ có được 7 danh hiệu, điển hình là một La Liga và 2 Europa League. Ở trận chung kết năm 2016, Juan Fran bị coi là tội đồ của Atletico Madrid vì anh đã đá hỏng một loạt penalty của mình khi để đội nhà thua trước đại kỳ địch cùng thành phố Real Madrid. Trước Juan Fran, một cầu thủ từng nổi danh khác ở La Liga là Dani Alves cũng đã gia nhập Sao Paulo. Hậu vệ người Brazil cũng chuyển đến đội bóng này theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với PSG. Huấn luyện viên trưởng của Saint Truidens, Mark Bridge, đã có những nhận xét rất tích cực về công phượng sau một tháng làm việc cùng với tiền đạo người Việt Nam. Nhận xét về cậu học trò, ông nói: "Đó là một chàng trai hay đùa, hài hước và tôi thích tính cách như vậy. Cậu ấy chơi bóng cực kỳ khéo léo, nhưng có điều cậu ấy cần phải học hỏi thêm và thích nghi với chiến thuật của chúng tôi. Đó là một vấn đề với cậu ấy. Tôi tin rằng chỉ một vài tuần nữa, công phượng sẽ được đưa vào đội hình chính. Tất nhiên, khó nói trước được điều gì bởi đó còn tùy thuộc vào khả năng thích ứng của cậu ấy. Cậu ấy thông minh nên tôi nghĩ sẽ nhanh chóng. Cậu ấy có kỹ thuật, rê dắt tốt và dứt điểm cũng khá giỏi. Cậu ấy sẽ tiếp tục được ra sân nếu thể hiện tốt trên sân tập. Hiện tại, công phượng mới chỉ được thi đấu 20 phút trong trận thua 0-6 trước Club Brugge. Ngoài công phượng, Saint Truidens còn mang về 6 tân binh khác. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Mark Bridge lại chưa thể giành được điểm nào sau 2 vòng đấu đầu tiên. If I had a choice, I'd do it all again.